Sau đây cô sẽ thực hiện thí nghiệm cho dung dịch natri sunfat tác dụng với dung dịch bari clorua. Các em hãy quan sát dung dịch bari clorua trước khi cô thực hiện thí nghiệm. Và dung dịch natri sunfat. Bây giờ cô sẽ nhỏ từ từ dung dịch natri sunfat vào dung dịch bari clorua. Từ kết quả thí nghiệm, các em hãy nêu hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận.